chiều nay mưa trên phố Nguyên Kiếp giang hồ không bên đợi và mưa rơi vẫn rơi rơi đều tròn lòng u hoài. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông nước còn đây đậm vầy đậm. Vâng, xin chào tất cả các bác nhá, chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại kênh Đặng Tín Audio ngày hôm nay. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay bên Đặng Tín Audio xin giới thiệu qua đây. Trước mắt qua đây là một lô vang B3 FX12 nhá, một dòng vang đến từ thương hiệu của Đức nhá. Một dòng vang đến thương hiệu Đức B3 FX12 nhá. Và bác nhìn cho em rất là đẹp. Con này vang đầy đủ cầu qua một tút. Và ngày hôm nay em chính thức xả bác 6 chiếc thôi, cũng không có nhiều nhá. Thực sự đây là một dòng vang rất cao cấp nhá. B3 B3 này, B3 thì quá nổi tiếng đúng không? Hàng thương hiệu Đức nhá. Đấy, con này ngoài thị trường người ta bán rất là đắt luôn. Con này em nhớ không nhầm người ta bán là hình như là 3 triệu một chiếc. Nhưng ngày hôm nay đến với Đặng Tín Audio em còn mấy chiếc thôi, thực sự thời điểm này biên không về được. Em bán chiên nốt cho các bác nào nhanh tay, bác nào muốn sử dụng dòng vang này. Đặc biệt là một là chất âm dòng vang này em bao hay toàn thể các bác. Anh em ủng hộ cho một like nào. Các bạn theo video nhớ ủng hộ cho một like và đăng kênh em nhé. Vừa bác nghe qua chất âm rồi. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết con vang này và sẽ báo giá cuối video, giá cực kỳ tốt thôi, chỉ có 6 chiếc thôi nhá. Nên các bác hãy xem hết video cho em, tránh trường hợp có cái hỏi đi hỏi lại bác nào thực sự muốn sử dụng dòng vang thương hiệu Đức này thì hãy xem hết video cho em nhá. Em sẽ báo giá cuối video các bác. Vâng, ok chưa? Đây đằng sau đây. Thì con này hỗ trợ đầy đủ cổng quang Bluetooth nhá. Đây hai đường nhà vào này, cổng quang này, Bluetooth này. Đây left và right để cắm đẩy xuống đi nhá, đường center đường súp. Con này hỗ trợ cả mic cá lông đường 6 ly đằng sau. Đấy, rất là đẹp. Phải nói rất là đẹp và chất âm nó rất là hay luôn. Tất cả hàng mới nguyên hộp bảo hành trong 15 có được nhận hàng kiểm tra thanh toán. Thì như em đã nói rồi, đối dòng vang B3 này thì từ người già người trẻ ai thể chỉnh được và thiết kế rất đẹp, có màn hình nhá. B3 một thương hiệu đến từ Đức rất là đẹp. Đấy, FX12 nhá. Rồi đằng trước đây. Đầu tiên sẽ là to nhỏ của nhạc music này. To nhỏ của mic này và echo băng nhại. Và các bác muốn chỉnh này, chỉnh đối dòng này thì em bao bác là quá dễ chỉnh luôn. Bác chỉnh bass chung và check của nhạc này, bass chung và check của mic và phần echo đây. Thì em nhắc lại con này sử dụng echo kép và đã kết hợp cả gì vào trong này rồi. Và chống hú rất là tốt nhá. Con này chống hú cực kỳ tốt và tiếng vang nhại nó em bao hay luôn, trong phút tầm giá bao hay luôn. Bao hay luôn. Vì có phải hiểu này, bây giờ có mua một con vang số thì em khẳng định có 95% các bác đây là không biết chỉnh vang số. Nhưng đối với dòng vang V3 này anh em ai để chỉnh được. Và tiếng một là tiếng vang nhại nó rất là hay. Khi mua vang có quan trọng cho em về tiếng vang nhại này, hai là về khả năng trung hú của nó. Đây, alo cho anh em nghe qua tiếng mic này. 1 2 3 4 5 6 7 lên 1 2 6 7 lên. Và anh em nhìn cho cái màn hình của nó nhá, cực kỳ nét, nó không bị nhòe những mấy hàng rẻ tiền đâu nhá. Nó không bị nhòe những hàng rẻ tiền đâu và nó làm sắc nét từ góc cạnh luôn. Đấy, hàng B3 thương hiệu Đức nhá, FX12. Đối dòng B3 thì quá nổi tiếng rồi. Chỉ có 6 chiếc thôi, cũng không có nhiều. Đây. Đấy, anh em sẽ giới thiệu chi tiết và sẽ báo giá cuối video. Anh em cố gắng xem hết video cho em nhé. Em sẽ báo giá có 6 chiếc thôi, giá rất là hợp lý luôn. Còn ngoài thị trường tôi toàn bán 3 triệu và thời điểm này cũng không có hàng luôn. Thời điểm này em lấy thực sự bác là vét kho cho bác luôn. May quá lấy được hàng tồn kho của B3 thì mới có 6 con này thôi, còn không có luôn. Và cũng tiện bán chiên quang luôn. Đây quang hình đấy này. Cổng quang Bluetooth đầy đủ cho anh em mình nhá. Đấy, vì em đã nói qua cách chỉnh rồi thì con này nó quá dễ chỉnh. Và màn hình bác nhìn này, nó rất là nét. Rất là nét. Và nó rất là đẹp luôn. Tất cả những cái này đều có bóng đèn hết này, đèn nét hết. Nên là nhìn cái một con vang một từ ngoại hình nó đã rất là đẹp rồi. Đấy, bây giờ anh em mua thì cũng phải có ngoại hình một chút đúng không? Hai là đến chất âm. Đấy, quan trọng cho anh em vẫn là phải chất âm và chống hú, khi mua vang chống hú rất là tốt và con này em bao anh về chống hú và tiếng chất của nó echo dị vật nhá. Tiếng rất là hay, con này sử dụng echo kép nó kết hợp dị vật luôn rồi. Đấy, và nó quá dễ chỉnh, nó quá đẹp, các anh nhìn thấy chưa? Đối với tầm giá có bỏ ra ngày hôm nay chỉ có 6 chiếc nhất. Đây em sẽ alo lại tiếng mic và sẽ báo giá cụ thể luôn cho anh em nhá. Anh em nhớ ủng hộ cho một like nhá. Các bạn nhớ video nhớ ủng hộ cho một like và đăng kênh nhá. Đây anh em lại tiếng mic này. 1 2 3 4 5 6 7 lên 1 2 6 7 lên 1 2. Đêm bao la vàng đốt thử tình cũ về mây trời xa dịu bước em đi 5 6 7 lên 1 2. Qua nghe chưa đâm chưa? Anh em nhớ ủng hộ cho một like và em báo giá luôn ngày hôm nay. Chỉ có 6 chiếc nhất, tím sẽ test băng nhạc đỏ cao kê của về con vang V3 này, em bao hay luôn. 6 chiếc nhất thôi. Bác nào chốt nhắn tin cho em. Giá hiện nay thị trường bán con này 3 triệu một chiếc. Nhưng ngày hôm nay em thanh lý công ty còn đúng 6 chiếc duy nhất, em bán giá chiêu luôn, giá 1 triệu 650 nghìn. Bác nào chốt nhắn tin cho em qua số điện thoại chốt vàng B3, nhắn tin ngay cho em chốt vàng B3, 6 cơ hội cho 6 bác nào. Chốt vàng B3 sở hữu thương hiệu Thủ Đức nha. B3 loa B3 đẩy B3 là quá nổi tiếng không? Chốt vàng B3 cho em 1.650.000. 1.650.000 một chiếc, bao ship bảo hành có 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán, không hay không chuẩn giảm em luôn, không phải đặt cọc. Chốt vàng B3 1.650.000. Chốt vàng B3 nhắn tin ngay cho em 1.650.000 một chiếc, chỉ có 6 chiếc thôi. 1 2 6 7 lên 1 2 3 4 5 6 7 lên 1 2 6 7 lên 1 2. Tiếng mic thì em bao hay luôn. Chốt vàng B3 cho em 1.650.000. 1.650.000 em bao ship tận nơi, bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán, nếu không hay không chuẩn giảm em tín luôn. Đây là một điều dám cam kết cho tất cả bác nhá. Bác nào chốt thì nhắn tin cho em chốt vàng B3 cho em. Đấy, chốt vàng B3 cho em. Được chưa? 1.650.000. 1.650.000 một chiếc. Em bao đẹp cho bác như này. Đấy, còn với tầm giá em nó khẳng định luôn giá tốt nhất cho chưa từng có bác. Với dòng vàng B3 thì Thủ Đức này màn hình nó quá đẹp luôn, quá nét luôn này. 1 2 6 7 lên 1 2. Và tiếng mic thực sự với anh em một con vang echo gì vật kép nó quá hay. Tiếng mic nó rất là rõ. Chốt vang B3 cho em, nhắn tin ngay cho em 1.650.000. 1.650.000 một chiếc, bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Bây giờ test bằng nghe cái chất âm của dòng vang B3 này nhá. 1.650.000. Em nghe qua chất âm nhá. Chất âm của vàng B3 nó quá đẳng cấp luôn. Và mọi chiếc mua hàng hãy nhắn tin qua số em chốt vàng B3 cho em với giá 1.650.000. 1.650.000 em bao ship bảo hành có 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán, không phải đặt cọc. Giá thực sự bác nó quá tốt rồi. Nên bác nào có nhu cầu hãy nhắn tin ngay cho em chốt vàng B3 cho em. Quá đẹp và chất đúng không? Chốt vàng B3 cho em. Được chưa? Và xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại mới theo nhé. Bác nào nhu cầu thì điện ngay cho em. Và xin chào tất cả bác. Cảm ơn bác đã theo dõi video bên em. Đấy, còn bác nào có nhu cầu thực sự muốn sử dụng vang B3 này thì hãy nhắn tin ngay cho em. Chốt vang B3 cho em 1.650.000, 1.650.000. Rồi, và em xin chào các bác nhé.